mẹ đựng dưa nha con. Dạ. Đi con. Mẹ con cắt loại này nè. Con cắt tí nhỏ. Rồi, em cắt đây. Rồi. Wow. Rồi, mình đi cắt tiếp nha. Đi con. Em ơi, lấy giúp mẹ cái giỏ màu xanh để mẹ đựng dưa nha con. Mình ăn dưa nha con. Dạ. Cắt quả dưa mình ăn nè. Wow, dưa ngon. Dưa ngon. Mẹ con ăn hộp. Ừ. Mẹ cắt hộp ra cho con nha. Đây. Thả muỗng ra cho mát nha. Dạ. Em ăn đi. Mẹ cắt thêm nè. Ngọt không con? Rồi em ngồi cho mẹ ăn nha. Rồi.
Bây giờ mình ra chợ bán nha. Đi con. Gửi em tiền dư nha.
là me nha. Cái này là mắm ruốc nè. Cho con chật này nữa. Còn cái này là sa tế nha Kem. Mẹ có chật ớt không? Rồi xong. Con chật này không mẹ? Trứng này không?